Đây là mẫu đồng hồ nam Rolex hàng cao cấp, giá bán 1.490.000. Là có ngay cái chiếc này, hàng cao cấp Rolex mới 100% luôn nha mấy anh, theo đơn đặt hàng của nhiều khách cho nên là em về. Đầy đủ hộp như thế này, hộp rất đẹp. Mở ra thì trong có đồng hồ mới 100% và nó có kèm một cái khăn có logo luôn nè. Thì chiếc này mới và đây là hàng phiên bản cao cấp, chất liệu bằng thép đúc, tức là thép không rỉ nguyên chiếc, cầm rất là đầm tay và chắc chắn nha. Kính sapphire không trầy xước, có kính lúp ngay chỗ lịch ngày và nó đang chạy bộ máy cơ là máy tự động, chuyển động là chạy. Kèm theo là có cót tay luôn ở cái nụ này, lên cót là chạy. Và nụ này là nụ vặn ren hay là nụ vặn cổ chai, mình phải vặn cái nụ ra hết như này nè. Đó thì nó bung ra rồi sau đó mình lên cót rất là thoải mái ở đây nhé. Còn làm gì làm nhớ đóng nụ lại giùm em là ok. Giúp chống nước tốt và bảng này là bảng đẹp nhất của dòng này luôn rồi. Với cái size, thứ nhất là cái size đẹp cho tất cả các anh, các chú, các bác đều đẹp, size 40,5 mm. Độ mỏng chỉ có là khoảng là 11 mm thôi và phần càng ngắn 49 mm. Nụ là có khắc cái logo của hãng này. Phiên bản cao cấp rất là đẹp nha. Và bộ vỏ niềng khía, niềng khía giúp chống trầy chống mẻ niềng nè, kính sapphire không trầy xước cùng với 10 viên kim cương nhân tạo ở trên cái mặt số, và mặt số màu nâu cà phê rất đẹp nha mấy anh. Mặt màu nâu cà phê của Rolex là một cái màu mặt rất là đẹp dành cho nam luôn, màu nâu cà phê khi có ánh sáng vô nó óng ánh đẹp cực kỳ luôn nè. Đây là em quay camera thường không chỉnh và dây là dây màu demi rose gold, màu demi vàng hồng, bảng đẹp nhất luôn, dây kiểu jubilee. Dây này là nhìn vô là biết Rolex. Cái khóa có cái đai có hình logo luôn nè. Khóa gập đơn giản ha, đáy kính, chạy máy cơ, automatic tự động, có lên cót tay đầy đủ. Vào phiên bản size rất là đẹp, đeo không bao giờ sợ lỗi thời, lỗi mốt gì luôn và nó đang chạy bình thường mới 100% nha. Dây bọc đều còn bao ni lông đồ nguyên si hết luôn. Thì mấy anh mình nhớ khi mà tháo ra xài đó, mỗi khi mở ra mở vô cái đồng hồ á, đừng có nắm lấy cái tát vương miện này mà mình giật dây nha. Cái tát này là trang trí chứ không phải là cái đồ để nắm giật dây ra. Mình nên cẩn thận, mình xài cho nó đúng mục đích. Mình đừng có nắm đó giật nó gãy nha, mình chỉ nắm cái khóa mình mở ra như thế này thôi nha giùm em nha. Xài hàng bạc tỷ cũng vậy á, cái chỗ đó nó là trang trí thôi. Nhiều người xài đồng hồ bạc tỷ mà cứ nắm cái đó giật ra rồi nó gãy xong khóc luôn. Phải đi gắn lại. Trong khi á là mình xài mình cẩn thận giùm em nha. Mình xài đúng cách nó sẽ đẹp. Mới 100% rất là đẹp luôn, máy cũng ngon lành, kim cương đồ màu nâu cà phê. Lên tay sẽ rất đẹp, cái này em đảm bảo ai cũng đeo đẹp, ai cũng thích, màu nâu cà phê sang nhất luôn rồi. Nè, lên tay nè. Lên tay vừa gọn nha, mấy anh trai đeo sẽ đẹp tại vì tay của em thì chỉ có 14 thôi, nó rất là bé, thành ra là mấy anh cứ cứ lên giùm em cái giá là 1.490.000, chụp hình hoặc nhắn tin qua Zalo nha. Đó, dây thép đúc dài ngon lành như thế này nha, đầy đủ hộp, hộp mới đẹp sang nữa nha. Chỗ này em nghĩ chiếc này cái chắc có chỗ bán 1.9, 2.000, 2.000 mấy có luôn á, tại vì nó nhiều loại hàng thì em nhập cái loại tốt này và em bán giá em thấy là cực kỳ sát giá tốt luôn, mình yên tâm giá tốt và hàng đẹp nha.